Chào các bạn, lâu lắm rồi mình mới quay cái clip đi ra ngoài đường như thế này. Thì hôm nay mình sẽ quay một cái gọi là một cái chương trình một tuần của mình ở Hàn Quốc mình sẽ làm gì nhé. Và bây giờ thì các bạn thấy đằng sau mình này, mình đang đeo một cái cặp guitar to tổ bố. Thì mình sẽ đi tới chỗ học guitar hôm nay. Và đây là cái đường mà đi tới chỗ học guitar các bạn, cũng rất là đẹp phải không? Đây là một cái quán cà phê này. Cái máy này nó quay cũng lạ quá, tại vì bây giờ mình cầm điện thoại mình quay á, cho nên nó sẽ khác. Đấy, ở đây cũng có một cái quán. Nhưng mà bây giờ ở Hàn Quốc bây giờ đang rất là nóng hết mà, mùa hè đó, cho nên là mình mặc đồ như thế này cho nó sáng chói, người ta gọi là, sao ta, thật thì thôi không biết nói gì hết đấy. Và đặc biệt ở Hàn Quốc á, thì cho dù mà trời có nắng chang chang như thế này đấy, thì người ta cũng không có đội nón và đội đeo quá nhiều như ở Việt Nam mình. Cho nên mình qua đây mình quay chỉ với cảnh như vậy các bạn, nó rất là bất tiện. Sắp tới rồi, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong. Đây là cái chỗ mình đi ra các bạn, rất là sang và rất là đẹp luôn, nhìn cứ như là trong phim Hàn Quốc vậy đó. Đây là cái đàn guitar của mình. Thì bây giờ mấy thầy cô đang ngồi nói chuyện ở ngoài, chưa tới giờ học, cho giờ tới chờ. Đấy các bạn thấy nè, đây là sách vở, đây là một đống đàn luôn. Ở đây cũng có đàn nữa nè. Thì bình thường á, tụi mình sẽ ngồi học ở đằng đây. Đấy, các bạn đấy. Còn ở đây có nhiều cái chỗ khác nữa, ví dụ như là ở đây giới dạy thanh nhạc nữa các bạn, nghĩa là dạy hát á. Lần trước mình có nghe một vài chị ca sĩ, không phải ca sĩ mà là người bình thường, người ta vô đây người ta tập hát á, rất là hay luôn. Hát cái bài Bắc Bom mới ra đó, mình cũng không nhớ tên, hay Hôm bài gì đó, không nhớ nữa. Đó, và ở đây cũng có chạy guitar nè, rồi với dạy là piano đồ luôn. Mình tính học piano tại vì học piano nó không bị đau tay như học guitar, tay mình nó bị chai hết trơn rồi nè các bạn. Và đặc biệt là nếu các bạn hỏi là cái giá của bên Hàn Quốc là giá học guitar bao nhiêu á, thì bên này là mình nhớ là mình đóng liền 3 tháng một lần. Và 3 tháng một lần như vậy thì tiền học sẽ là 2 triệu Việt Nam đồng cho một tháng. Nó cũng không có đắt lắm mà cũng không có rẻ lắm, nó cũng bình thường các bạn. Và bây giờ là mình đã học xong rồi các bạn. Rất là lâu từ nay, cực lắm luôn á. Lúc đầu mới tưởng là học tí xíu xong rồi quánh được liền, thực tế là mình học được cũng gần một tháng rồi mà chưa ra cái trò trống gì hết. Thật ra thì nếu được thì muốn học một piano hơn, nhưng mà tại vì ở nhà không có piano để luyện tập á, cho nên sẽ rất là khó. Đây là cái chỗ mình học các bạn. Ở đây có một cái quán nô đề băng này, đây là quán karaoke. Thì tí nữa mình sẽ đi chơi với mấy đứa bạn mình ấy, rồi tụi mình sẽ đi ra nô đề băng chơi thử coi sao. Các bạn đợi đi xíu nha. Cái này là gì đó, ừ.
cái gì Việt Nam á. Giống đá bào các bạn. Đây là cái khu nhà mình ở. Đó có một con mèo. Thấy không? Chạy chơi với mình. Con mèo này chắc phải nói tiếng Hàn với nó mới hiểu các bạn ơi. Nó không tới à. Hồi đó ở cái khu này là có rất là nhiều mèo luôn. Nó hiểu sao ai bắt đi rồi hay sao cho nên là không thấy con mèo nào trong này nữa. Mà ở Hàn Quốc là đa số là mèo hoang, các bạn đã thấy con mèo hồi nãy đúng không? Nó rất là mập, tại vì người Hàn Quốc đó, người ta hay cho mấy con mèo này ăn lắm. Mấy đứa bé ngoài đường hoặc mấy đứa sinh viên học sinh đó, nó đi ngang qua thấy con mèo là nó sẽ mua đồ cho con mèo đó ăn. Chung như Việt Nam mình là sẽ làm thịt con mèo đó. Ủa đây mát quá, mùi chấm hỏm vậy này các bạn. Và bây giờ là mình đã tới được cái chỗ mình đang làm việc, đó chính là văn phòng của trường đại học quốc gia Busan các bạn. Thì bây giờ mình đang ở trong phòng học của mấy đứa học sinh, tại vì chưa đến giờ làm ấy. Thì các bạn thấy đây là cái phòng học này rất là đẹp luôn đấy. Và đây có một cái tivi to chà bá, một cái tivi siêu to siêu khổng lồ ở đây các bạn ạ. Và đằng trước này nè thì các bạn có thể nhìn ra bên ngoài được luôn đấy, như phim ấy các bạn. Kiểu như là các bạn đi học xong đến sớm một xíu, các bạn cầm ly cà phê xong đứng rồi nhìn vào đây như là phim đúng không? Nhưng mà nói thì nói vậy thôi chứ chẳng ai làm gì được hết các bạn ơi. Tụi nó học đây rất là cực, rất là mệt luôn, cho nên là đa số nó vô đây nằm ngủ cái xong rồi làm gì làm mà. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đi vô trong văn phòng để mình làm việc đây. Bye bye các bạn. Chào buổi sáng mọi người. Bây giờ là sáng sớm và mình đang ngồi trước cổng trường của trường mình. Các bạn thấy đây là cái cổng trường của trường mình nè. Thì bây giờ mình đang chờ một con nhỏ người Việt Nam để mà đi, giống như là đi đến một cái trường trung học á. Tại vì có hai đứa bé mình dạy tiếng Việt ở đó. Mà hôm nay thì cô giáo của hai thằng bé đó kêu là đến trường để mà gọi là học về giáo dục và giáo dục kiểu như là bảo đảm an toàn cho các bé khi mà để mà mình hoạt động tham gia các hoạt động và đi dạy ở trường đó các bạn. Bây giờ mình ngồi mình chờ cả tiếng đồng hồ rồi chưa thấy con nhỏ nó tới nữa. Cái này làm sao để quay camera trước cho mọi người coi ta. Đây, mình quay cái trường mình cho mọi người coi hen. Thực ra tại vì bây giờ là nghỉ hè rồi các bạn, nên qua đi học hết đó. Đây là cái cổng trường của mình. Khoa mình đang học là cái khoa nhân văn ở đằng đó đấy. Đấy à, mình đã bắt đầu đi lên xe buýt và hôm nay là không bánh bèo. Nhưng mà khách mời hôm nay, đây là cái con nhỏ chuyên gia đi trễ các bạn. Này có 5 phút rồi. Hẹn có 9 giờ mà 9 giờ 50 phút nó mới tới. Yêu, bây giờ không chỉ tới 50 rồi nhá. Mà nhìn này 5 giờ mà cái mắt nó hiếp lại luôn rồi. Biết cỡ nào. Em bị kẹt. Đấy rồi bây giờ mình đang đi xe buýt và tụi mình sẽ đi tới trường trung học đó. Chào các bạn, mà bây giờ mình đã tới được cái trường của mấy đứa bé rồi nè các bạn. Người ta mình giống cái tòa nhà quá. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong, coi bên trong mà trường này có cái gì hen. Mày vô mày nói chuyện bảo vệ đi. Mấy đứa đi ra ngoài. Con Huê đầu châu đang check in các bạn ạ. Giống như check in ở sân bay đấy. Đây các bạn sẽ chờ Huê tí xíu. Bây giờ là trong lúc cô đang đi ra ngoài thì mình sẽ ngồi quay chút xíu. Đây là cái phòng học của mấy đứa bé. Cô già rồi. Đây các bạn, bây giờ mình đã nói chuyện với cô giáo của thằng bé xong rồi. Mà hôm nay không được gặp mấy thằng bé thì vì mấy thằng bé đang đi học á. Đây là cái trường mấy thằng bé đang học, giống y chang như phim Hàn Quốc luôn các bạn. Đi hết cái dãy này coi, anh muốn coi đi hết dãy này có cái gì. Trong này là rất nhiều cái phòng các bạn ơi.
có cảm giác như mình đang đi học ở trường cấp 2, nhưng nhìn nó đã quá ha, nhìn nó rất là sạch sẽ luôn á. À, lớp học á, lớp học không dám đi ngang qua đâu, có đường đi ngang qua thế lớp học một sáu. Đây là cái lớp mấy đứa bé đang học các bạn, mình không dám quay. Thôi đi ra ra sân trường đi. Đây các bạn ơi, và đây là cái sân trường, nhìn y chang ở trong phim Hàn Quốc luôn nè các bạn. Đó, một cái sân bóng, nhưng mà mình thấy là cái trường này hơi nhỏ ha, nó không có to lắm. Trường này chắc trường bé, trường cấp 2. Và đây là cái giường học đấy các bạn. Đấy, trời thấy không? Tại vì giờ trời nắng quá nên không có thời gian mà ra đi ngồi. Làm cái gì đó. Ừ, cái này là cái học bài. Biết không? Biết không? Cái học bài mình đâu nhớ phải học bài không? Cái này kẹp vào vỡ xong mình giỏi nha, mình giỏi làm bài đó. Bây giờ biết luôn mình học trộm cần này. Mày lấy một miếng xong mày kẹp vào cuốn vỡ xong mày sẽ học giỏi. Mày nói tiếng Việt, làm như mày nói tiếng Hàn người ta hiểu. Camera không? Camera. À, mày vặt, mày tính vặt. Vặt ừ, vặt đi, xong rồi mày... Mày bị công an bắt rồi, ráng chịu nha. Ok, và bây giờ thì hôm nay cái chương trình quay cái lớp học này, thực tế mình muốn quay nhiều lắm, nhưng mà thực tế là ở đây thì không có nhiều cái để quay lắm các bạn ạ. Cho nên là, tại vì với lại có một cái quy định là không được quay mấy đứa học bé, tại vì mấy đứa bé là mấy đứa độ tuổi dưới vị thành niên á, cho nên nếu mà quay thì sẽ gọi là bất hợp pháp và không được quay, nên là các bạn thông cảm hen. Và bây giờ mình sẽ đi về trường đây. Đi. Push vấn đề. Cười. Và bây giờ là thằng này là Chinese. Các bạn bây giờ đã bắt mình ngủ cái rượu. Business, bắt mình uống cái đồ Trung Quốc đây. Mình nhìn cái chai này nhìn nó ghê ghê thế nào ấy. Made in China. Chai ở đâu á? Ali Ali. À, chỗ. I'm so sorry. But this is Korean liquor. It's alcohol. Cheers. Cheers. The famous alcohol in Korea. Cheers. 73. Yeah, it's almost 73. Nice. Nhiều quá. Là vậy nè. Nó là uống bia, nhưng mà mình không biết, nó không biết mở cái chai bia ra là sao nên mình mở, mình mới cầm đến mình đưa cho ông chủ. Sao tất nhiên mở đi đắt thôi. Mình đưa cho ông chủ, xong rồi ông chủ mới thấy mặt mình trẻ quá, ông chủ mới kêu là có đủ tuổi uống bia không. Thế là bắt đầu kiểm tra chứng minh nhân dân. Thì cái thằng này là cái mặt nó già nhất thì nó không cần phải kiểm. Đã này có đem chứng minh nhân dân theo, nhưng mà mình không đem chứng minh nhân dân theo, cho là ông cho uống. Thế là nó chửi mình cánh dài không? Thế là tụi mình sẽ uống không? Cái nước ngọt đó. À, cũng sẽ chờ vào anh nè. Một sức văn từ quỷ đấy. Ấy, mua hết sổ, mua hết sổ. Nhà, kẻ gà 이렇게 했어, 봐봐. 이렇게 뒤에 못 아 야 나 저렇게 격한 게 안 했거든. 나 지르면 어떡해 미친놈아. 아, bây giờ là mình đã tới được cái chỗ hát karaoke rồi các bạn. 아, 깜짝이야. 아. 아니야, 여기 신발 벗고 들어가는 거 싫어. Đây là karaoke các bạn. Thôi phải không có miếng nào tụi nó chơi nó biết
我们要去我的一只需要暂停。喵喵喵喵！我真的是，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 
이거 손으로 먹어요. 네, 감사합니다. �ây giờ mình đã đi mua gà xong các bạn ơi, đây là gà. Thì hồi nãy lúc mà mình mua thì cái ông bán ông không có đưa cho mình cái đĩa để mà gọi là gắp gà để ăn đó. Thế mình phải ngồi phải nói lại cho ông là để ông đưa cho mình cái đĩa để gắp gà. Bây giờ thì đang tới nhà. Đây rồi, tới nhà. Ủa, cái hộp giày tới rồi. À bây giờ về tới nhà rồi, mệt quá. Đây là cái hộp giày của các bạn biết hãng này không? MLP, một cái hãng rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc. Thì hôm bữa là mình mở cái shop trên mạng, xong rồi mình có một bạn đặt cái giày này, đúng cái hãng này luôn. Xong mình thấy cái bạn nó đẹp quá cho đẹp, cái giày của bạn đó quá cho đẹp không phải bạn đó. À bạn đó chắc cũng đẹp. Thì mình thấy đẹp quá nên mình cũng order một đôi. Wow, phải nói là cái hộp giày rất là đẹp luôn các bạn, thấy không? Đấy. Đây nè, thấy không? Và giày của mình đó chính là rất là đẹp luôn đúng không các bạn, thấy không? Đây là của đội bóng New York. Các bạn sẽ thấy có cái chữ New York ở đây nè. Đấy. Và cái những cái loại giày này thường sẽ độn cho các bạn 6 cm luôn các bạn ạ. Nhưng mà những cái loại giày này đi rất là đau chân, tại vì các bạn sẽ không quen, kiểu như các bạn phải tập đi cho nó quen đấy. Nó độn thì nó độn cao lên như vậy đó, nhưng mà nó rất là đau chân. Và đặc biệt bên Hàn thì người ta rất là thích đi giày màu trắng các bạn, hoặc đi giày màu đen, chứ người ta rất là ít khi mà người ta mang giày màu đỏ, màu xanh dương. Có lần mình mua đôi giày màu xanh dương qua bên này đấy, thì người ta lại kiểu như là không có xài được bên này, tại vì nó rất là nổi trội đó các bạn ạ. Thường chỉ mấy ông chú hoặc là mấy bà cô mới mang những giày nổi như vậy thôi. Và đằng sau này thì các bạn sẽ thấy cái logo MLB. Thực tế là cái này mình mang đi được cũng tập đi hàng ngày rồi, cho nên bỏ giá vờ bỏ hộp thôi, nhìn cho nó sang các bạn thông cảm nha. Đấy, thì cái giày rất là dễ thương đúng không các bạn ha. Nếu các bạn muốn order giày này thì các bạn có thể online đặt trên cái shop của mình đấy. Đấy thì đó là cái giày. Để coi hôm nay có cái gì nữa ta, mấy cái hộp này đúng luôn. À các bạn biết không, giờ này ở Hàn Quốc người ta rất là chuộng mấy cái túi mà nó nhỏ như thế này nè, đeo đi cho nó thoải mái. Thì ở Việt Nam mình những cái túi này giống đi bán vé số á. Nhưng mà mình thấy cái túi rất là tiện, nó dễ thương. Và mình cũng tính mua một cái túi để sau này đi về Việt Nam có gì mà xài đó, chợ để bị cướp giật rồi này nọ. Có khi mắng này dễ bị giật hơn đó chứ. Đấy thì là cái túi này. Và cái túi rất là rẻ các bạn, mình mua giá ở đây khoảng 10.000 won thì phải. Chắc vậy, 20 hay 10.000 won gì đó. Và thật ra đây là cái gì các bạn biết không? Đây là nước hoa của BTS. BTS mình có lần trước đi ra cái hãng store để mua luôn. Và đây là cái phiên bản mà chỉ các bạn nào đi ra store mới mua thì mới có khoảng cái hộp bự thôi nha các bạn nha. Nếu bây giờ các bạn mua thì các bạn chắc sẽ chỉ còn cái hộp chai nước hoa bé tí này thôi. Đó, hộp này rất là đẹp luôn các bạn ạ. Chỉ có những bạn mà đặt mua ở ngoài store mà lần trước được mới ra mắt thì mới được thôi. Các bạn sẽ được hẳn một cái bộ postcard như thế này luôn, và tổng cộng khoảng là 7, 24, 15 tấm các bạn. Đấy, thì đây là cái hộp dễ thương quá ha. Và bây giờ sẽ đến với chương trình chủ nhân ngày hôm nay. Hay tại vì cái ông bán hàng mình phải cực khổ chạy lên chạy xuống vậy đó các bạn. Và cái gà này rất là ngon các bạn ơi. Nói chung ở Hàn Quốc cái món gà là cái món ngon nhất các bạn ạ.
Wow, các bạn nhìn nè, rất là ngon luôn.